Rồi kính thưa quý vị, đây là chiếc xe của ban trị sự nha, xe ba gác của ban trị sự rau củ, bây giờ là chuẩn bị đi cho bà con của bác mình nha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy rau củ rồi nha, nhìn đóng rau củ hết hồn nữa gì. Đóng rau củ này là dữ lắm rồi, vỏ chả sao hết đây. Rồi mời quý vị theo chương trình xuống rau củ của anh em nha. Rồi đây nghe quý vị ơi, rau củ quá chèn luôn. Không hết hết chỗ này là nhiêu ký vậy chị Loan? Giờ em không biết đường tính. Hết này chắc cỡ 700 kg đó tầng. Dạ. Rau củ rất là ngon, nghe vậy để giới thiệu xương qua cho cô bác mình coi ha. Củ qua. Củ qua rau muống đồng. Dưa leo, ồ dưa leo ngon. Bông điên điển. Đậu đũa. Bắp cải nha. Mớp. Bầu. Đó. Bí đao. Nè bí đao đây. Đây là bí đao nha. Đi đâu? Bạc hà. Bạc hà. Rồi xả. Bông súng. Rồi khúc qua tay, gọi này là gì? Hạnh. Hạnh, hạnh. Dạ. Rồi. Quý vị xem qua chương trình xuống đồ gãy nha. Trong phòng chợ vậy. Rồi kính thưa quý vị, giờ đây chương trình xuống rau củ của mấy anh em chuẩn bị xuống nha. Mời chị chúng ta đón xem chương trình xuống rau củ nha quý vị. Mời Nam Mô A Di Đà Phật. Âm tư gánh tài trợ. Ừ, anh Tư mua 10.000. Nhẹ hơn bắp nữa.
hết mà khỏe nữa, cái vỏ 4 tấn chở khỏe nữa. Tụi tôi sợ muốn chết thì tụi tôi điện coi đâu không có gặp qua cầu vượt kinh 7 ai và điện nó vô tới kinh 9 thôi. Ê mít mời hay lấy nha, mít đó. Dạ. Mời hay lấy. Mời mít này, mời lấy đi. Còn trong mấy bao nữa kìa. Dạ. Yeah. Ở bao đó bao gì? Mấy bao bao gì? Đó là bao xả. Để lại luôn đi. Ờ lấy chanh không? Chanh hả? Chanh ở đâu? Hình như là bao kia bao lên. Chanh mà. Ê, hình như bao này bao dưa leo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì giờ đây rau củ giờ đây đã xuống vỏ tôm tắt rồi nha. Thì đồ gãy ngày hôm nay tương đối là gần 2 tấn luôn đó. Cái vỏ đó giờ là hơn 1 tấn rưỡi đồ gãy rồi đó. Thì còn trên đây có khoảng 300 kg. Thì chở không hết quý vị. Còn bí đao với bầu để với chanh. Rồi chị Út Vàng sẽ sắp về nhà để ngày mai tiếp tục ra để nhận thêm đó. Tại vì cái vỏ của mình chỉ chở tương đối 1,5 tấn thôi. Mà đồ gãy ngày hôm nay thì nó hơi nhiều. Rồi. Thì mới xuống đồ gãy xong hơi mệt cái gì. Rồi thì bảo chị chúng ta tiếp tục theo chương trình lên đồ gãy của mấy anh em nghe cái gì. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào mọi người nha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cảm ơn giỏi cảm ơn chị Loan cảm ơn chị Út Vàng rất nhiều. Mọi người thân thưa quý vị, rau củ về đây chuẩn bị về đây xã Long Bạch nha, để ngày mai đặng cho cô bác mình ở cái ngồi rước người nữa đâu hết ở Tân Lợi ngồi được không? Rồi bởi vì xem qua chương trình rau củ thì đi đó chỗ đi hả lại nó ngồi rồi nó mua rồi. Kính thưa quý vị, thì rau củ về đây đã kết tập xuống vỏ đã đầy đủ, bây giờ là khởi hành đi về khu vực xã Tân Lập, tức là về ban trị sự để nơi văn phát ra cho bà con mình ở nơi xã Tân Lợi mời đi phát quà nha. Ở đây là cái vỏ rau củ, cái vỏ bây giờ là nó quá xá nặng rồi, là nó thỏng mẹp luôn á vậy, rất là thỏng luôn. Đáng lý ra là nếu mà mình đi đủ cái số lượng mà vừa với chiếc vỏ đó là có khoảng 1,5 tấn, mà bây giờ là chiếc vỏ mình có tương đối là gần 2 tấn rồi đó, nhưng mà vẫn chưa hết đồ gãy nữa, còn ở ngoài chi vàng còn có khoảng 500 kg nữa, cho nên là ngày mai có thể là mời ra ngoài chi vàng sẽ lấy thêm 500 kg đó nữa để về tiếp tục hỗ trợ bên khu vực xã Bình Phú và xã Vĩnh An. Và mời quý vị chúng ta theo chương trình cao cổ của mấy anh em nha. Mời Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là anh em mới sớm mình xuống tiếp đồ gãy lên xe nha quý vị. Đây là chiếc xe từ thiện của ban trị sự. Đây là anh Hiếu Gòm nha. Anh Hiếu mang hội danh anh Hiếu Gòm. Chơi chết danh hả? Chơi danh ta biết chưa? Mai mốt mập lên đây là mai mốt thôi, không chưa Hiếu Gòm nữa. Phước mập. Phước dài. Kỹ nghe xe đó chở chuyến mình hết không ta? Chắc lên đi đầy xe đầu mình bỏ lên đây này nè. Cho vỏ anh Minh về đi. Cứ chèn lên thì cứ chèn. Đây là rau củ rất tươi ngon nha. Đây là những gương mặt thân quen hàng ngày để chèn rau củ lên ban trị sự nha quý vị.
đây là anh Phước. À, đây anh em xuống tiếp cho anh Phước đây. Đây là anh Minh nha. Cơ sở vỏ lãi ở ấp Tân Thành, xã Tân Lập. À, ai có nhu cầu mua vỏ lãi thì liên hệ với mình để mình giới thiệu nha quý vị. Cơ sở vỏ lãi của anh Minh, Tư Minh. Đây đọc số điện thoại luôn đi. Đọc số điện thoại luôn. 0966 167 667. Rồi, ai có nhu cầu mua vỏ lãi thì cứ liên hệ cái số điện thoại đó nghe quý vị. Rồi. Rồi, quay cho các mình xem sơ lược qua cái mở diễn ra tiếp tục theo chương trình của mấy anh em làm đồ gãy nha. Rồi. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa quý vị. Thì giờ đây rau củ giờ đây đã về tới ban trị sự Phật giáo Hỏa xã Tân Lập rồi nghe quý vị. Mời quý vị chúng ta xem qua chương trình rau củ của mấy anh em nha. Đây là cô bác anh chị em mình ở xóm lại tiếp rau củ đừng chút xíu nữa sẽ cho ở khu vực xã Tân Lập này 100 phần trước, còn 75 phần thì để cho ngày mai cho xin Tân Lập nghe quý vị. Thì đây là những rau củ đã kết tập trong cái ngày hôm nay. Thử gì xem qua nha. Đây là dưa leo nha, rất là tươi ngon. Là có mớp, khô đũa, bí, bầu, đu đủ, xả, bạc hà, ung đĩa, tất cả các loại nấu gì. Rồi thầy rau củ ngày hôm nay rất chân thành cảm ơn chị Út Vàng và anh Tư Chi Tư. Và bên cạnh đó cũng có một nói chung là trong nhóm đồng đạo ở ngoài 97 đã kết tập số rau củ này trên dưới có khoảng 2 tấn đầu gãy để về hỗ trợ cho người dân ở khu vực bệnh dịch, tức là ở xã Tân Lập cũng một phần, và một phần đó là bên cạnh đó là ở xã Tân Lợi để ngày mai tiếp tục cho bà con cô bác mình. Thì chúc cho tất cả quý đồng đạo chúng ta sức khỏe đầy đủ để chúng ta làm việc thiện nguyện, giúp ích cho nhân sanh, cho xã hội, để đem cái phước lợi chung cho toàn thể chúng sanh. Một lần nữa xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn thành công trên đường thiện nguyện nha quý vị. Rồi thầy Tú xin kính chào quý vị. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đây kính thưa quý vị, đây là các thằng rau củ đã vô vừa xong nha quý vị. Tặng chút nữa là cho ở khu vực xã Tân Lập mình nha, cho các vị ở Bình Dương thành phố về chúng ta hỗ trợ rau củ vô cho bà con mình ăn trong mùa dịch này nha quý vị. Em đây củ tiếp nha. Đây là tổng quan cái hội trường để vô rau củ cho bà con mình nha. Đây. Đây là rau củ chuyển lên xe đang chuẩn bị đi cho cô bác mình nha. Rồi kính thưa quý vị, đây là chiếc xe của ban trị sự nha, xe ba gác của ban trị sự rau củ bây giờ là chuẩn bị đi cho bà con của bác mình nha. Rồi. Ôi Phật.